Hiện hoàn lưu bão số 3 đang gây mưa to, gây ra lũ trên các sông suối, sạt lở đất tại nhiều địa phương trong tỉnh Yên Bái. Hiện các đã ghi nhận một người chết, 570 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái, sạt ta luy, nhiều tuyến đường tỉnh, thôn bị sạt lở, gần 1.000 hecta hoa màu, hàng trăm con gia súc, gia cầm của người dân bị thiệt hại. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo khẩn các địa phương thực hiện phương châm 4 tại chỗ nhằm khắc phục thiệt hại do mưa bão, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và các lực lượng tham gia cứu hộ. Tại huyện Văn Yên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đã gây ra rất nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản, công trình giao thông, huyện đã phải di rời khẩn cấp 1.200 hộ dân ra khỏi vùng an toàn. Đặc biệt, huyện Văn Yên đã bố trí nguồn lực trang thiết bị cùng các điều kiện cần thiết, thực hiện phương án phòng chống thiên tai theo các cấp độ với phương châm 4 tại chỗ. Huyện đã huy động gần 2.000 phương tiện như thuyền máy, xe tải các loại, xe ô tô, máy phát điện, xe trâu, xe kéo, áo phao cứu sinh, phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ. Tôi đã thành lập 9 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo ủy ban và các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy trực tiếp về các địa phương để kiểm tra cái công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3. Chúng tôi đã kích hoạt toàn bộ các cái phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở cấp độ cao nhất. Con số thiệt hại trong tỉnh Yên Bái tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tiếp tục yêu cầu các địa phương duy trì trực 24/24 giờ, yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối hiện nay tại các cơ sở trường học có học sinh bán trú, tại các xã có nguy cơ sạt lở cao, chủ động lương thực, thuốc men, vật tư phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ nhằm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục hoạt động sản xuất.